Chào cô bác anh chị và các bạn, đây là khu công nghiệp BKMS Bình Phước. Đây là nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Đây là những cái lô cao su anh lý để bán đất nền nè cô bán chị. Khung cảnh ở đây thì tuyệt đẹp. Ở khu vực này sắp tới sẽ làm đường đi đến cửa khẩu Hoa Lư đó cô bác anh chị. Đây có chiếc xe máy cày đang chắc củi lên. Khu vực giáp ranh với BKMS ICD Bình Phước thì có buôn bán đất và phân lô bán nền rất nhiều nhưng cô bác anh chị. Thì kế bên của giáp ranh với khu công nghiệp BKMS Bình Phước, như cô bác anh chị đã thấy thì sắp tới sẽ làm một con đường nhựa rất là lớn. Ở đây buôn bán đất nền đồ rất là tấp nập đó, cô bác anh chị. Và đây có cái đường dây bến cát Thác Mơ nè cô bác anh chị. Đường dây điện 500 kV đó.
Rồi, cảm ơn cô bác anh chị đã xem video. Xin hẹn lại video ngày mai. Xin chào và cảm ơn rất nhiều.